Lại nữa, này kiều thi ca, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với sắc chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sắc. Nếu đối với thọ tưởng hành thức chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này kiểu thi ca Vì đại Bồ Tát ấy quán sát cho đến thức Ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được này kiều thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với nhãn xứ chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập nhãn xứ. Nếu đối với nhĩ tí thể thân ý xứ chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhĩ tí thể thân ý xứ. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát ấy quán nhãn xứ cho đến ý xứ, ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được này kiểu thi ca đại bổ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với sắc xứ chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập sắc xứ nếu đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát ấy quán sắc xứ cho đến pháp xứ, ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với nhãn giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập nhãn giới, nếu đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, vì sao này kiểu thi ca vì đại bồ tát ấy quán nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được này kiểu thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với nhĩ giới chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập nhĩ giới nếu đối với thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát ấy quán nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, ở khoảng trước, sau, giữa, đều chẳng thể nắm bắt được. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với tĩ giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập tĩ giới, nếu đối với hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra vì sao này kiểu thi ca vì đại bồ tát ấy quán tĩ giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được này kiểu thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với thiệt giới chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập thiệt giới nếu đối với vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vì sao? Này kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát ấy quán thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, ở khoảng trước, sau, giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Này kiểu thi ca, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với thân giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thân giới nếu đối với xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng an trụ chẳng phải chẳng an trụ chẳng tu tập chẳng phải chẳng tu tập tức là an trụ tu tập xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vì sao này kiểu thi ca vì đại bồ tát ấy quán thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được này kiểu thi ca, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với ý giới chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập ý giới, nếu đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng an trụ, chẳng phải chẳng an trụ, chẳng tu tập, chẳng phải chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vì sao này kiểu thi ca vì đại bồ tát ấy quán ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra ở khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được